Hành trình qua cánh đồng chết, số 20, tác giả Chanrithi Him. Mùa hè này, chúng tôi có thu hoạch. Những trái bắp lớn hơn, chĩa thẳng lên trời, màu vàng nhạt, ép vào nhau như những hàm răng ấm áp. Đây là lần đầu tiên chúng tôi trồng được nhiều rau quả, thế mà Mark lại không có ở đây để hưởng. A Thi, em đem một ít bắp cho Mark, đem Mập đi theo với em. Chị Chê ra lệnh, giọng chị cương quyết, lời chị tuôn ra như thể chị đợi nói điều này đã từ lâu lắm rồi. Đừng đi làm việc, mang bắp cho Mark và mang Mập theo để nó thăm mẹ. Mark không gặp nó đã lâu rồi. Ý tưởng được gặp lại Mark thật dễ chịu, nhưng tôi sợ. Tôi nhắc chị Chê về bọn chơ lốp, về người lãnh đạo làng, về sự trừng phạt có thể có. Chị quay sang nhìn tôi, nét mặt chị có vẻ trầm tư. Điều này thường xảy ra khi chị muốn dạy bảo hay chia sẻ điều gì đó với tôi. Nếu mang thức ăn cho mẹ mình là một tội ác, thì chị sẽ chịu trách nhiệm về chuyện đó. Chị sẽ trình bày với lãnh đạo, em chỉ mang thức ăn cho mẹ, không phải cho kẻ thù của Anka. Tôi đặt lòng tin vào chị. Khi chị bảo cho Mập nghe về chuyến đi, mắt nó ngời sáng. Nó theo tôi đi quanh nhà, trong khi tôi lấy 8 trái bắp, 4 cho Mark và 2 cho mỗi chúng tôi, Mập và tôi. Tôi bỏ bắp vào nồi nấu. Mập giúp tôi bằng cách lượm các cành cây nhỏ, bỏ vào hố nấu, trong khi tôi làm bột me bằng cách nghiền trái me xanh chua với muối thô. Đến giữa trưa thì chúng tôi ra đi. Tôi bỏ bắp vào túi khăn, hãy còn nóng, ép vào gói nhỏ đựng muối me. Chúng tôi đi thật nhanh, mắt tôi canh chừng, thường xuyên ngoái lại, nhìn phía sau vai. Tôi nắm chặt tay Mập. Chúng tôi đã đi qua làng Dapo từ lâu và vào một dãy đường trải đá vụn chung quanh, không có bóng dáng chiếc lều nào. Nỗi lo sợ bị bắt gặp đã giảm, nhưng thân thể của tôi và Mập đã yếu đi, chậm đi vì ánh nắng mặt trời gay gắt. Con đường đá nóng bỏng dưới chân chúng tôi. Tôi phải cõng Mập lên cho đến khi quá mệt tôi không thể nào cõng nó được nữa. Nghe tiếng Mập khóc, một người đàn bà bảo chúng tôi dừng lại và cho chúng tôi một ít nước. Tôi cảm động vì lòng tử tế của bà. Nó giúp cho tôi có thêm can đảm để tiếp tục cuộc hành trình. Tôi đến một vựa chứa thóc cũ kỹ, hư nát, chung quanh toàn rau xanh, nơi một gia đình nào đó trồng rau trước và sau lều của họ. Ngay phía trước vựa lúa là những luống bắp, bí và ngọc giá. Nhưng có một cái gì đó không phải. Có một cái mùi nồng nặc, giống như mùi hôi bốc lên từ cánh đồng rải rác phân người bị bệnh kiết lỵ và tiêu chảy. Thi, Mark đâu? Mập hỏi, giọng nó run run vì sợ. Chúng tôi tiến gần đến cái vựa lúa không cửa, mùi hôi càng nồng nặc hơn. Những tiếng rên rỉ chào đón chúng tôi. Đi trước Mập, tôi nắm chặt tay nó và tiến vào bên trong. Trong ánh sáng câm lặng, chúng tôi nhìn thấy những con người nhợt nhạt, sưng phù, có lẽ chừng 30 người, nằm trên những chiếc giường sắt xấu xí, trơ trụi, dựa sát vào vách. Chừng 12 bệnh nhân khác nhét cứng vào lối đi giữa hai dãy giường. Người này chỉ cách người kia vài phân, họ nằm trên đất bẩn. Một số nằm trên tấm vải dầu, người khác nằm trên quần áo bẩn. Phía dưới giường, ngay gần họ, là đám ruồi nhặng bay vù vù trên những đống phân đọng thành vũng trên nền nhà. Ruồi cũng đậu trên mắt, trên vết thương, quanh lỗ mũi, cạnh miệng, hút những chất bẩn thỉu trên thân người đang chết. Tôi nhìn từ giường này sang giường khác để tìm Mark, nhưng không thấy bà. Tôi kéo tay Mập, dẫn nó đi theo lối giữa hai hàng giường. Nó cứng người lại vì kinh hãi. Tôi cứ kéo nó đi như kéo một bao gạo. Chậm chậm, tôi nhìn kỹ từng bệnh nhân.
Dù quang cảnh quanh đây làm tôi hãi hùng, mắt tôi vẫn cố nhìn lấy tất cả. Cảnh bệnh tật, sự bẩn thỉu, cảnh chen chúc, nhưng tôi vẫn không tìm thấy mẹ tôi. Thi, mẹ đâu? Mập bắt đầu khóc. Mẹ đâu? Nó lặp đi lặp lại nhiều lần. Giọng nó đã bắt đầu có vẻ động kinh. Cuối cùng tôi đành trả lời. Thi không biết. Bỗng một cô gái nhỏ bước nhanh về phía chúng tôi. Nó bảo, chị, bà ấy là mẹ của chị đó. Nó đưa tay chỉ. Trong một vài giây tôi nhìn nó chăm chú. Ai đây? Làm thế nào nó biết mẹ tôi và biết cả tôi nữa? Bà ấy kia kìa. Con bé nói và lại đưa tay chỉ. Giọng gấp rút của nó đưa tôi về với thực tại. Tôi nhìn theo tay nó và tôi thấy một người đàn bà yếu ớt đang ngồi trên chiếc giường sắt trống trơn, xấu xí. Trán bà tựa vào đầu gối, mặt bà nhợt nhạt và mi mắt sưng húp. Đó không phải mắt. Tôi quay sang cô bé, tìm một lời khẳng định. Nó nhìn tôi rồi nhìn người đàn bà. Tôi ngắm kỹ người đàn bà yếu đuối bệnh hoạn một lần nữa, rồi nhận ra quần áo bà đang mặc. Thi, mắc đó hả? Mập kéo tay tôi hỏi. Nhưng tôi đang cuống lên trước những gì tôi trông thấy. Thật là một cơn ác mộng. Ừ, mẹ của chúng ta. Tôi nhẹ nhàng trả lời. Rồi tôi thả tay, buông mấy ngón tay của Mập ra. Mắt tôi nhìn xuống chiếc áo hoa của bà, từng in hình một bó hồng rực rỡ với chùm lá xanh tươi. Giờ đây áo bạc màu cũ kỹ quá, hoa bạc thành một màu nâu xám như màu bùn. Mắc chậm chậm nhấc đầu lên khỏi đầu gối, tai bà cố dò tìm giọng nói của chúng tôi. Con trai yêu quý của mẹ, con trai nhỏ của mẹ, đến đây với mẹ, mẹ nhớ con lắm. Mắc, Mập với tới mẹ, cả hai tay nó níu lấy cánh tay bà, mắt nó nhìn bà đăm đăm. Mắc ôm lấy nó, cánh tay sưng vù của bà cử động khó khăn, dường như nó quá nặng. Mắc, con là Thi đây. Tôi nói với bà, nhìn vào mí mắt căng phồng của bà. Chắc bà không nhìn thấy tôi được. Đây giống như là nhìn cái bản sao vặn vẹo của khuôn mặt mẹ tôi. Bộ mặt nhợt nhạt, chảy dài của một người béo phì, hai bên thái dương thụt vào, tóc dựng đứng như dây thép gai. Cử động của mẹ chậm chạp và nặng nề như một bà già. Thay vì hỏi han mẹ, tôi chỉ đứng nhìn bà. Quai hàm tôi như cứng lại. Tôi cố tìm những lời nói thích hợp với những gì tôi thấy, bởi vì tôi biết tôi đang nhìn vào cái chết. Tôi phải nói gì với mẹ để cho mẹ hy vọng, cả khi điều đó cũng không đáp ứng đi nữa. Ít nhất, nó có thể làm cho bà vui được trong chốc lát. Con đem Mập lại đây thăm mẹ đó. Lời nói trôi ra khỏi miệng tôi. Tôi muốn an ủi bà, làm bà cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Tôi cố gắng nói sao cho có vẻ bình thường ở cái nơi lạ lùng này. Con có đem cho mẹ bắp trồng ở quanh nhà. Con cũng có làm cho mẹ bột me nữa. Mắc, chắc mẹ thích bột me trộn với cơm. Chính vì thế mà con làm cho mẹ đấy. Con, mẹ không thể ăn bột me được. Mẹ bị kiết lỵ mà. Bà nhẹ thở dài. Con và em con ăn đi. Mẹ ăn bắp được rồi. Nào, đưa bắp cho mẹ. Tay tôi mở nút thắt khăn, tim tôi đau nhói. Tôi ước chi tôi biết phép thuật. Trong một lúc tôi trở lại là đứa bé hồi xưa, ngồi trên đi văng, xem các cuốn phim về pháp thuật combo và muốn đến Himalaya để kiếm một ít pháp thuật riêng cho mình. Nhưng điều duy nhất bây giờ tôi thấy là nước mắt bắt đầu dâng đầy trong mắt tôi. Mắc, bắp của mẹ đây. Chỉ đưa bắp cho mẹ thôi nhé. Con mẹ. Giọng bà ngọt ngào và khao khát. Nhưng A Thi, con, bắp này còn sống.
Nó sẽ làm cho mẹ tiêu chảy thêm mà thôi, Mắc nói, giọng bà đầy thất vọng. Chậm chậm, bà đưa trả trái bắp lại cho tôi. Sức nóng từ cả người tôi bốc lên mặt. Tôi thấy tổn thương, thất vọng, giận mình vì bắp chưa chín. Tôi nhìn vào chỗ bà cắn nơi trái bắp và kiểm tra phần còn lại. Đúng là bắp còn sống. Tôi điên lên vì giận mình. Ngu biết mấy, tôi kêu thầm. Tại sao mình lại làm cho mẹ khổ thêm? Tại sao mình không xem kỹ bắp đã chín chưa? Tôi cứ tưởng là mình đã coi kỹ rồi. Theo lời chỉ dẫn của Mắc, tôi chạy ra phía sau vựa, tìm than nóng, nướng lại bắp. Bước qua những bệnh nhân đang rên rỉ, những nạn nhân của cách mạng. Trong một cái hố người ta đào để nấu ăn, tôi tìm được một ít than còn hồng, chưa tắt. Tôi gom một ít các cành khô gần đấy, nhẹ nhàng chồng chúng lên nhau. Quỳ sụp trên nền đất, tôi phùng má thổi đống củi, cởi lên một ngọn lửa nhỏ và khói. Tôi thêm vài thanh củi lớn hơn, rồi vùi bắp xuống đống tro ngay phía dưới ngọn lửa đang cháy. Khi tôi trở lại với trái bắp chín, Mập đang ngồi với Mắc trên giường. Trong khi Mập ăn cơm với bột me, bà vuốt tóc nó, mắt vẫn nhắm nghiền. Lần đầu tiên tôi thấy khuôn mặt nó sáng lên, người nó thư giãn, nó hết sức thoải mái khi ngồi cạnh bên Mắc. Ngay cả ở đây, trên chiếc giường bẩn thỉu nhớp nháp này. Tôi chùi đống bẩn dưới giường Mắc, tôi rắc lên đó cho xúc từ ngoài bếp vào, vừa lắng nghe cuộc trò chuyện của Mắc và Mập. Trông như chúng tôi đang ở nhà. Giọng bà hiền từ, dịu dàng, chăm sóc. Mặc dù đang đau, giọng bà vẫn đều, bình tĩnh và tự nhiên. Nếu quả bà chia sẻ những cái mà tôi sợ, bà cũng không hề biểu lộ ra. Mắc nhớ con trai của Mắc, bà vỗ nhẹ lên lưng Mập. Họ có cho con đồ ăn không, con trai Mắc? Không, ngày nào con cũng đói cả, Mập nói, đưa mắt nhìn Mắc. Mắc im lặng, trí óc bà đang làm việc. Tôi chen vào cứu mẹ. Họ không bao giờ cho chúng con đủ ăn cả, nhưng Mập hái ớt và bạc hà đem đổi cho Iaom để lấy thức ăn. Nó giỏi lắm, mẹ. Nó biết đường tìm đến nhà Iaom sau khi con dẫn nó đi có một lần thôi. Tôi thấy một nụ cười thoáng nơi mẹ, chỉ thoáng cười thôi. Mặt bà vẫn sưng phù và bất động như một pho tượng. Mí mắt bà nhắm chặt. Suốt thời gian chúng tôi đến, bà làm cho tôi nhớ đến một người đàn bà mù, y ấy tốt, bà cố của chúng tôi. Ở đây họ có cho mẹ thuốc không mẹ? Tôi hỏi, sung sướng cố tìm một thoáng cười nơi nét mặt bà. Đột nhiên bà khóc. Con Mắc, bà sụt sịt. Họ không cho mẹ nước uống 4 ngày nay. Con, mà mẹ thì không đi lấy được. Cuộc sống ở đây thật khổ, khi mà mẹ không có ai chăm sóc cả. Mắc bật khóc. Mập ngẩng đầu nhìn mẹ, mắt nó cũng đẫm nước. Mẹ nức nở. Nhiều lần mẹ ước ao có một trong mấy đứa con ở đây để đi lấy nước cho mẹ. Mẹ chỉ mong có thế thôi. Con yêu của Mắc. Nước mắt Mắc chảy qua hai mí mắt sưng vù, rơi xuống gò má. Miệng bà ngừng nhai bắp. Mập níu lấy cánh tay Mắc, đầu nó dựa vào đó, còn mặt nó thì đỏ bừng. Mắt tôi cũng mờ đi vì nước mắt, nhưng trí tôi vẫn nhớ trước đây Mắc đẹp như thế nào. Tôi nhớ rõ ngày bà trang điểm, ăn mặc chỉnh tề, một chiếc váy lụa đen ôm sát thân hình, dưới gấu váy có thêu hoa, áo trên màu ngà ôm nhẹ làn da mịn màu mật, dưới mái tóc đen mượt mà thả xuống vai. Lúc đó, vào tuổi lên 4, tôi đã bị thu hút bởi sắc đẹp của bà. Nhưng bây giờ nhìn bà, lòng tôi đau đớn, lưỡi tôi khô cứng, tim tôi nhức nhối. Nơi khuôn mặt sưng vù ấy, tôi có thể thấy được số phận của mẹ tôi. Chưa chi, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho cái ngày mẹ tôi mất. Khi mẹ chết, không biết mình sẽ khóc chừng nào. Tôi đã từng hỏi câu này trước đây, và bây giờ tôi hỏi lại lần nữa. Câu trả lời có vẻ rất gần. Điều duy nhất tôi biết chắc chắn là
sẽ là một nỗi đau khổ ghê gớm. Thời gian không ủng hộ chúng tôi, dù chúng tôi ở đây không lâu, có vẻ như điều chúng tôi chia sẻ với nhau thật đau đớn. Giờ Mập và tôi phải về. Mark yêu cầu. A Thi con, khi con về, con hãy hỏi xin người điều hành cho con đến đây để săn sóc cho mẹ, để lấy nước cho mẹ. Ban đêm, con có thể ngủ bên ngoài chiếc ghế dài. Mark chậm chạp cử động cái đầu. Đừng quên nhé, con gái của mẹ. Nhờ Chê giúp con nói với người chỉ huy, nhớ đừng quên. Bây giờ tôi đã biết, tôi đã thấy nhiều lần trước người chết, mình phải hứa điều mà mình không thể giữ lời được. Vâng, Mark, con không quên đâu. Khi con trở về, con sẽ bảo chị Chê giúp con nói với người chỉ huy. Con sẽ trở lại ngay thôi. Miệng tôi nặn ra những lời nhằm trấn an bà. Rồi tôi lặp lại một lần nữa. Mark, tụi con đi đây. Tôi không muốn nói lời từ biệt. Cổ họng tôi cứng đơ. Ừ, đi nhanh lên và trở về với Mark. À thì, cả con nữa, con trai của Mark. Mập nói lời từ biệt với mẹ. Cổ nó quay đi, mắt ướt nhèm. Mark thì không nói lời từ biệt. Tất cả những gì mẹ nói lặp đi lặp lại nhiều lần là nhớ sớm trở lại, đừng quên. Tôi bảo đảm với Mark, chúng tôi sẽ trở lại khi nước mắt chảy tràn. Mặt trời màu vàng cam chiếu sau lưng chúng tôi trên đường chân trời. Chuyến đi về lại Dapo ngắn hơn, con đường đất đã mát đi nhiều dưới chân chúng tôi. Tâm trí tôi không nghĩ điều gì ngoại trừ Mark. Như Mark dặn, tôi nhờ chị Chê giúp tôi. Cả hai chúng tôi đi đến gặp người chỉ huy. Tại căn lều của công xã, tôi đứng bên chị Chê trong khi chị giải thích hoàn cảnh của mẹ tôi và yêu cầu của bà với người chỉ huy. Ông ta nhìn ra xa, lắng nghe rồi nói: em gái của đồng chí có thể đi nếu mẹ của đồng chí phục hồi lại được. Nhưng nếu mẹ của đồng chí chết thì em gái của đồng chí sẽ bị trừng phạt. Thế là chúng tôi đi ra. Mặt của chị Chê bừng lên vì giận dữ. Thế em phải làm gì đây, chị Chê? Trí tôi dồn hết về hình ảnh của mẹ. Chị chỉ quàng tay lên vai tôi, làm tôi cảm thấy ấm áp, dễ chịu. Ai sẽ đi lấy nước cho mẹ đây? Mẹ sẽ buồn biết chừng nào, phải đợi chờ tôi và Mập trở lại. Thế mắc sao đây, chị Chê? Tâm trí tôi vẫn không thể thoát khỏi những lời mẹ dặn. Tiếng van nài của Mark còn dội trong trí tôi. Khi họ cho chúng ta nhiều thức ăn hơn, chị nói giọng dịu dàng và bình tĩnh. Chị sẽ đến với Mark. Chị sẽ nói với mẹ rằng em đã không quên lời mẹ dặn. Nhiều đêm tôi nằm thao thức, ngắm nhìn tấm màn đêm và nghĩ đến lời mẹ. Lời bà rõ ràng vẫn còn vang trong tai tôi. Hình ảnh bà ngồi trên chiếc giường sắt sống động trong trí tôi. Chiếc áo hoa bạc màu của bà đã chỉ dẫn cho tôi biết đó chính là mẹ tôi. Tôi nhìn bà trong tâm trí như nhìn vào chiếc gương thần. Mẹ là tất cả những gì chúng tôi có. Thế mà chúng tôi lại không thể chăm sóc cho bà. Trong nhiều đêm liền, tiếng nói, lời van nài của bà vẫn dội lên trong đầu tôi, như thể mẹ đang gọi tôi từ xa. Nhưng rồi cái đói và việc lao động cưỡng bách đã làm tiêu tan hết sức lực, làm mờ trí óc tôi, khiến tôi càng ngày càng ít nghĩ tới Mark. Thay vào đó, tôi chỉ còn nghĩ đến phần cháo ít ỏi mình nhận được từ bếp tập thể, và chỉ còn đủ sức để nghĩ đến sự sống của chính mình mà thôi. Hôm nay Anka đã ra lệnh cho bếp tập thể làm bún với súp cá, một thứ xa xỉ mà chúng tôi chỉ có khi Anka muốn chúng tôi đến dự meeting. Đối với nhiều người trong chúng tôi, meeting có nghĩa đơn giản là một ngày nghỉ lao động. Chúng tôi không phải làm việc, chỉ ngồi và lắng nghe tất cả những gì Anka muốn giảng giải cho chúng tôi. Sản xuất, cách mạng, dọa dẫm. Mắt tôi nhìn theo họ một cách tuân phục, nhưng trí óc tôi thì giễu cợt họ. Tôi nhớ lại câu nói tôi thường nghe Mark bảo: nước đổ đầu vịt, họ chỉ phí hơi mà thôi.
trong căn lều lợp tranh, cả người lớn và con nít nóng lòng ngồi đợi trên bốn chiếc ghế dài. Bún đã nấu xong và mùi ấm nóng của nước súp cá nấu với lá chanh nghiền, rễ cây cơ chơi và bột nghệ tuôn vào lều. Chỉ cần ngửi mùi các thứ gia vị ấy thôi cũng đủ sướng đến tận trời. Có lẽ bây giờ đã 9 giờ rồi. Tôi đoán vậy thôi bởi vì chẳng ai trong chúng tôi còn đồng hồ cả. Đột nhiên tôi thấy mọi người quay đầu lại khi chúng tôi thoáng thấy mấy người nhà bếp đi về phía chúng tôi. Mấy người phụ nữ mang mấy rổ bún và nồi súp cá. Họ phát những sợi bún trắng nhỏ đưa cho chúng tôi mỗi người 3 nắm bún lòng thòng. Tôi gạt một ít sang một cái đĩa để chị Chê mang tới cho Mắc. Chị Ra và chị Ri thì bảo tôi rằng đến lúc tôi trở về lều. Có lẽ chị Chê và Mập đã đi rồi. Tôi cũng rất muốn được đi thăm Mắc và tự mình giải thích tại sao không đến để chăm sóc bà được. Nhưng chỉ có chị Chê và Mập là được đi thôi, xin phép rất khó. Tất cả chúng tôi đều phải tham dự meeting. Cuộc meeting được tổ chức trên một vạt đất tròn, chung quanh có hàng cây cao tỏa bóng mát. Trong số người ở đây, tôi thấy một dân mới, một người đàn ông ngoài 50 tuổi, ngồi xổm trên đất bên nhóm Khmer đỏ. Mặt, mắt và nét mặt của ông ta gợi cho người ta nghĩ rằng ông có dòng máu Trung Hoa. Ông mặc áo sơ mi và quần cũ bạc màu, màu nâu bùn giống như áo quần chúng tôi. Trông ông ta thư giãn, dường như bằng cách nào đó ông ta đã móc nối được với những người lãnh đạo Khmer đỏ này. Khmer đỏ giới thiệu ông là một người lao động mẫu mực. Ông nói chuyện với chúng tôi một cách rụt rè. Thái độ của ông khiến người nghe mỉm cười. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Khmer đỏ nắm quyền hành, tôi thấy những người quanh tôi cười một cách thoải mái. Những khuôn mặt tươi cười đó tan biến liền khi lãnh đạo Khmer đỏ đứng dậy diễn giải cho chúng tôi về sản xuất lúa gạo, những người trong trận chiến và những mục tiêu của Anka. Đột nhiên, tôi nghe thấy một tiếng nói nhỏ sau lưng. Chị, chị! Tôi quay lại. Từ trong bóng tối sâu thẳm dưới hàng cây, bóng một cô gái nhỏ chạy nhanh về phía tôi. Tôi nhìn lại, nhíu mày. Tôi chắc chắn nó đang gọi tôi, vì chung quanh không có ai ngoại trừ hàng cây. Cô gái ngước mặt lên nhìn tôi. Họ ném mẹ chị vào một cái giếng chôn người chết. Nó cố lấy hơi, hổn hển đưa tin. Mẹ chị vẫn còn sống, bà rên khi họ mang bà đi. Tim tôi đập thình thịch, chạm cả vào lồng ngực. Tôi vẫn nghe cô bé nói, nhưng chẳng hiểu gì cả. Như thể có một cái gì đó chặn đường giữa hai tai và óc tôi. Tôi nhìn lại nó. Em nói gì về mẹ chị? Xảy ra chuyện gì cho mẹ chị hả? Khmer đỏ ném mẹ chị xuống một cái giếng và bà vẫn còn sống. Cô gái nhỏ lắp bắp, đôi mắt sắc của nó nhìn thẳng vào mắt tôi. Tiếng của nó chìm đi. Không, từ một chỗ sâu khuất ẩn nấp trong linh hồn, tôi thét lên. Chân tôi vụt chạy đi trước khi óc kịp điều khiển nó. Ngang qua con đường đất, về phía cánh rừng xa xa, tôi chạy như điên, những ngón tay của sự thống khổ bóp nghẹt lấy linh hồn tôi, làm bật ra những cơn đau đớn buốt nhói. Ôi Mắc ơi, tôi ngã gục xuống đất, cạnh một bụi cây. Con xin lỗi đã không giúp gì được cho mẹ. Một mình trong rừng, tôi gọi to mẹ tôi, trí tôi tập trung vào hình ảnh cuối cùng của mẹ, đang ngồi trên giường nói chuyện với Mập, với tôi, van nài, nhắc nhở tôi nhớ trở lại với bà. Một cách tuyệt vọng, nắm tay tôi đấm mạnh xuống đất khi tiếng nói của mẹ vang lên trong trí tôi, đâm thủng bên trong ngực tôi với từng âm thanh một. Đầu tôi đau nhức, sưng lên, tim tôi nhói đau. Ôi mẹ ơi, mẹ đã bỏ con xin lỗi. Nỗi đau mất mẹ đến với tôi thật dữ tợn, không ngừng nghỉ. Nó chiếm ngự tôi, mọc rễ trong tôi. Tôi đã khóc chừng nào khi mẹ tôi chết. Bây giờ thì tôi đã có câu trả lời. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn
đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.